tiết vừa rồi là nó nắng gắt quá, kéo dài quá, dân tình nếu ra cái ban ngày nó không được bao nhiêu. Thì anh dân tình tổ chức là rổ mạ, kéo cái rổ ban ngày thì đêm cấy, độ 1 giờ 2 giờ sáng thì đi cấy cho nó đạt hiệu quả hơn. Không nếu ban ngày cấy thì 7-8 giờ nó nắng quá không chịu. Nhưng để bây giờ mà phơi nóng như ngày xưa thì chắc chắn không phơi, khó khăn không vặt được, nhờ máy móc hết. Cũng may chứ có gì, bây giờ mà không có máy móc bây giờ thì nếu mà cấy như ngày xưa, gặt như ngày xưa chắc chắn là bỏ đồng.